Chào mọi người, rất vui được gặp lại quý vị. Ngọc đang có mặt tại Bula Vista ở Đức Lập, Hạ Long An. Và trong video này, Ngọc sẽ cập nhật hạ tầng Block N và Block M của khu giai đoạn 2 dự án này nhé. Trước mặt Ngọc là con đường 36m xuyên khu công nghiệp nối từ tỉnh lộ 8 qua tỉnh lộ 9. Và hiện tại Ngọc đang đứng trên con đường 18m, con đường chính nằm giữa khu nhà máy và khu dân cư Bula Vista. Và một điểm khác biệt rất là đáng chú ý đó là con đường 18m hôm nay nó đã chảy thảm nhựa rất là êm rồi. Nếu như những anh chị nào từng đi tham quan ở đây thì sẽ biết là con đường này trước đây toàn ổ voi, ổ gà và ổ hà bá, rất là khó đi và đường đất luôn. Nhưng hiện tại thì Trần Anh đã chảy nhựa con đường này rồi nhé. Bên cạnh đó, các con đường nội khu trong này cũng đang trong quá trình chảy nhựa. Một số đường thì vẫn còn đang chảy nhựa ướt và một số đường thì đã chảy xong rồi. Thì Ngọc sẽ đi vô trong để quý vị có thể theo dõi rõ hơn. Với các lốc N2, N3 thì nó sẽ có diện tích 56m², 60m² là chủ yếu. Và các lốc còn lại thì sẽ chủ yếu là 60m². Với một số lốc nằm ở phía dưới 4-5 thì nó sẽ có diện tích lớn hơn 90m² nha quý vị. Ok, thì bây giờ Ngọc sẽ đi vô phía bên trong con đường nội khu để quý vị có thể là dễ theo dõi hạ tầng ở đây. Ngoài việc con đường đã được chảy nhựa thì các mặt khác về vỉa hè, về cây xanh, về điện nước, điện đường thì ở đây đã đầy đủ rồi và hoàn toàn là quý vị nào mua đây có thể là vô trong này mình xây dựng nhà ở liền được nhé. Và cái con đường Ngọc đang đi thì nó cũng mới chảy thôi, còn đang rất là đen nha, nó vẫn còn đen và khá là ướt. Một số con đường thì vừa mới chảy xong luôn nè, giống như cái con đường chỗ này ha. Đường chỗ này là mới chảy xong luôn đó, nhựa vẫn còn đang ướt nữa. Ok, thì phần phía trên này thì nó không có thay đổi hạ tầng nhiều, thì Ngọc sẽ đi ngược xuống các lốc M ở phía dưới để quý vị có thể theo dõi hạ tầng dưới này. Đối với những quý khách hàng vừa mới tìm hiểu về dự án Bella Vista thì nếu quan tâm về những diện tích nhỏ ở đây thì có thể là tìm hiểu cái khu N3, N2 thì có diện tích là 56m², còn lại đa số ở đây là 60m². Một số ở lốc có diện tích lớn như là M4 và M5 thì sẽ có diện tích là 90m² nha quý vị. Và đặc biệt với những anh chị muốn mua kinh doanh thì giữa cái phần khu dân cư và khu nhà máy thì nó sẽ có một cái mảng xanh khu công viên và nó sẽ phân cách để tránh cái bụi, tránh tiếng ồn và cũng như là tạo một cái khoảng xanh mát mẻ cho cái khu dân cư của mình, thì mình có thể tận dụng cái khu đó để bán trà sữa, cá viên chiên này nọ tùm lum đều được hết nha. Dưới này là Ngọc đang đứng chỗ M7 nè, thì chỗ này nó mới chảy xong và còn một khúc phía ngoài này người ta chưa có chảy nè. Quý vị thấy không, nó vẫn còn ướt và đen thùi lùi luôn. Thì giờ Ngọc sẽ đi xuống phía dưới chỗ lốc M7 và M8 xem cái con đường dưới đó nó đã làm chưa nhé. Và nếu mà theo tình hình này thì có vẻ là chưa có làm luôn nè. À, dưới này là họ đã chảy xong một cái lớp nhựa ướt rồi, chạy xong một lớp rồi ha, và đang lấy cái dây giăng lại không có cho xe vô, thì sau này họ sẽ chạy thêm một lớp nữa thì sẽ hoàn thành cái con đường này. Ok, thì Ngọc sẽ cập nhật trong những cái video tiếp theo về khu quy nha quý vị. Và quý vị nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ Ngọc và đừng quên nhấn nút chuông nữa nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.